đến tham quan vườn cảnh anh Khoa và anh Trức, là những thành viên câu lạc bộ sinh vật cảnh Phủ Quảng, huyện Ba Vì. Tôi thấy anh Trức đang làm một cái tác phẩm Ozo. Anh Trức là những người đam mê bonsai tầm cỡ nhất nhì cái huyện này, mà anh cũng am hiểu rất nhiều những cái thế cây. Tôi hay thường xuyên nhờ anh phải giới thiệu, bởi vì anh giới thiệu rất là trau chuốt và những cái thế cây được bộc lộ ra rất nhiều. Cái tác phẩm Ozo này anh đang chế tác thành một tác phẩm dáng thế gì anh? Báo cáo với sau đội sinh là cái tác phẩm này đang cố gắng để làm theo cái dáng tự nhiên nhất, là dáng rừng ạ. Tức là dáng rừng. Tác phẩm rừng. Rừng Ozo. Vâng. Đẹp thế. Hay quá nhỉ, tác phẩm Ozo này nếu mà lấy cận cảnh nó không khác gì một cái tác phẩm là cây đa cổ thụ đầu làng. Yeah, bóng nó đẹp thật đấy. Bây giờ anh đang vặt hết cả lá anh? Dạ vâng, báo cáo với sắp đô sinh là chúng tôi đang, anh em trong hội là đang xuống lá để tạo lại cái bộ tay răm cho tác phẩm. Vâng. Thế thì một thời điểm nào thì có thể ra mắt khán giả được? Tuần này là tuần cuối tháng rồi anh ạ. Dạ vâng, có thể là cuối tuần là sẽ hoàn thiện đấy ạ. Vâng. Thế tôi được biết là chiều hôm nay chủ nhật, câu lạc bộ bonsai Sơn Tây có mời các anh xuống, thì các anh dự kiến là có mang bao nhiêu tác phẩm đi? Dạ vâng, theo cái lời mời của câu lạc bộ Sơn Tây thì ở trên này chỗ chỉ liên lạc của câu lạc bộ cũng đã thông báo là dự định là mỗi anh em là sẽ đem 1 đến 2 tác phẩm xuống để giao lưu với câu lạc bộ Sơn Tây. Vâng. Cũng đông đông đấy. Thế thì để chiều nay Đỗ Sinh sẽ đưa tin bài và những tác phẩm của hai câu lạc bộ giao lưu với nhau tại địa điểm nhà anh Thanh ở Sen Triều phải không nhà anh? Dạ vâng ạ. Vâng. Và bên cạnh đó tôi thấy anh Hùng, nickname của anh là Hùng Nông Dân. Anh cũng đang làm một tác phẩm gì đây? Cái này là Cẩm Thị ạ. À, một tác phẩm Cẩm Thị. Ôi rồi, nó như là rừng cái này kìa. Vâng ạ. Vâng. Nguyên sinh đấy. Làm đúng theo kiểu rừng nguyên sinh ạ. Vâng. Đúng là một khu rừng Cẩm Thị. Vâng. Anh Khoa cũng vừa mới về. Nếu mà chúng ta có kể đến anh Hùng Nông Dân, anh Khoa nickname là Minh Thanh, đúng không? Và anh Thức nickname là gì đấy? Phan Kiến Thức. Ba cái nhân vật này là những người có tay nghề kỹ thuật bonsai cứng nhất của câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng, mà câu lạc bộ nổi đình đám nhất ở cái ba cái nhân vật này. Chỉ có ba nhân vật này thôi là một cái câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng sẽ sôi động hẳn lên. Các anh có một cái niềm đam mê cây cối rất đẹp. Tôi hy vọng là một thời gian sau anh Khoa sẽ thiết kế một cái phông để tất cả những cái tác phẩm mới của các anh trong câu lạc bộ sẽ được đưa lên trên nền phông. Thì nó sẽ tôn vinh cái cây lên, nét đẹp của nó sẽ được phô ra nhiều hơn. Đấy. Hôm nay ghé vào đây để chúng tôi chia sẻ với các bạn những tác phẩm các anh mới nhập về và qua bàn tay chỉnh sửa của ba anh kỹ thuật trong câu lạc bộ. Thì đây sẽ là những tác phẩm để giới thiệu những tác phẩm mới trong tuần tới, là tuần cuối tháng của câu lạc bộ bonsai Phủ Quảng, huyện Ba Vì. Đây là toàn bộ mặt vế phải của tác phẩm. Sau đây, sau. Đây mặt sau à? Thế sau Hùng bảo mặt phải? Nói chung là hai mặt đều. Hai mặt đều như nhau đúng không? Vâng. Ừ. Mặt bên này thì sâu hơn. Đang hình thành rồi. Với tên gọi là rừng, đúng rồi.
rừng Cẩm Thị đẹp thật ấy. Cứ như thế này các anh đưa tay tán bông đều tất cả lên thì đây đúng là một khu rừng. Và đến một nhân vật thứ ba tôi vừa mới giới thiệu với các bạn, đây là anh Duy Khoa. Anh đang xử lý tác phẩm Mai Hồng Ngọc. Sau khi đã đưa vào ôm đá xong, các anh bó ni lông để dưỡng rễ. Và còn tay tán, anh Duy Khoa đang xử lý nốt phần tay tán của tác phẩm Hồng Ngọc. Đây sẽ là một tác phẩm đẹp trong tương lai với dáng thế là Mai Hồng Ngọc ôm đá. Cái đá phía trong của các anh là thiết kế đá gì đây anh? Đá thấm thủy hay là đá xanh? Đá thấm thủy. Đá thấm thủy à? Đẹp đấy. Thế sau khi anh xong cái phần đấy anh cắt dây thì để cho tôi xoay cận cảnh cái tác phẩm cái. Bây giờ Khoa phải chuyển nó dịch vào, không nó lẫn vào cái cây đằng kia để cho nó lên cái nền. Đấy, đẹp đấy. Mà tất cả những cái tác phẩm bonsai mini có giá trị ở cái câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng này thì đa số là cái nguồn cung cấp là do anh Duy Khoa, anh Thức và anh Hùng Nông Dân. Đó là những cái tác phẩm bonsai mini được trau chuốt, tinh mịn, cũng như các tác phẩm trên sân thượng nhà anh Duy Khoa mà Hương Sắc Đô Sinh đã chia sẻ ở những video trước. Dần dần các anh sẽ tập hợp thu nạp được rất nhiều những tác phẩm đẹp như thế. Và cũng trong khuôn viên này tôi thấy các anh vừa mới mua về rất nhiều những cái tác phẩm bonsai mini để các anh chỉnh sửa thành những tác phẩm đẹp. Tuần tới này là tuần cuối tháng, trong các cái lịch sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng thì những tác phẩm này sẽ được đem ra để giới thiệu với những người đến giao lưu sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Được rồi, lấy đi. Và ngay bây giờ Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn tác phẩm mà anh Thức vừa mới xử lý xong. Đây là tác phẩm gì anh ơi? Báo cáo với chú đây là cây bình lim. Bình lim, vâng. Cây này các anh đưa về vườn được khi nào mà anh đã xử lý? Sáng nay đã xong rồi. Cái này thì cũng đưa về được một thời gian rồi. Vâng. Một tác phẩm bìm lim mà có dáng thế gì anh? Cái này thì thực ra là chơi theo kiểu tự nhiên. Vâng. Thì là đang muốn là cái ý tưởng của tác phẩm đó là thu nhỏ cái không gian của tự nhiên vào cây nhỏ, hay nói khác mà người ta vẫn thường nói là thu rừng vào trong bonsai. Vâng. Là muốn thu nhỏ thì cái dáng của nó, mà thông qua tác phẩm này thì có thể thấy được cái vẻ hùng vĩ của cánh rừng của tự nhiên. Vâng. Thì cái xu hướng chung là của con người là cũng muốn hòa mình vào tự nhiên, và muốn là tự nhiên nó được trở về trong một cái tác phẩm rất nhỏ thôi, để có thể là một không gian rất nhỏ, một cái nhỏ nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được những nét chính. Vâng. Anh giúp tôi anh xoay từ từ các hướng để cho chúng ta cùng thưởng thức cái dáng bóng của tổng thể của cây đấy, rất đẹp nhé.
Mà cái cây bìm lim này tôi ít nghe thấy lắm, cũng là cái tác phẩm ít có đúng không? Vâng, đây là một cái dòng cây mà nó có xuất xứ từ miền Trung. Vâng, thế trong cái số cây của các anh trong câu lạc bộ thì là tác phẩm bìm lim như thế này có mấy tác phẩm? Cái này là có 2 tác phẩm. 2 tác phẩm, vâng, chứng tỏ là nó là con số ít đúng không? Nó không như xanh si đa đề. Đẹp quá. Thế và sau đây chúng ta cùng lên trên sân thượng để có một số những tác phẩm mới của câu lạc bộ chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn. Và khi lên trên sân thượng tôi thấy là các anh có một cái khung được gia cố để trưng bày những cái tác phẩm bonsai mini. À, đây là những tác phẩm là cây gì đây anh? Sam núi. Đó, anh Khoa giới thiệu với chúng ta toàn bộ đây là sam núi. Của cả hai tầng này là sam núi hết. Tất cả những tác phẩm mà tôi vừa chia sẻ trên kệ này là hoàn toàn là sam núi. Đợt này các anh sưu tầm rất nhiều những tác phẩm sam núi mang về để chỉnh sửa trong tuần tới để giới thiệu. Thế còn cái cây bé tí siêu mini này là cây gì anh? Cái si ạ? À, đó là một cái tác phẩm si mà cái chậu của nó có thể để trên ngón tay được. Đấy. Chỉ to hơn ngón tay cái một chút. Rất đẹp. Đây cũng là 3 tác phẩm si hết. Tuyệt vời quá. Và tác phẩm cuối cùng Đỗ Sinh muốn giới thiệu đó là hoa giấy. Một cây hoa giấy dáng trực nhưng mà có cái dáng của nó rất dẻo cây, uyển chuyển. Và đang đơm bông. Chắc là chỉ 1-2 tuần nữa thôi thì số lượng hoa sẽ nhiều. Đây là hoa, hình như hoa tím găng hay sao? Đúng rồi. Có, đi lùi ra. Đấy, cái điểm nhấn ở chỗ thân cây này rất đẹp đấy.